quý gì quý gì? Quý Mạnh Thân 5 tuổi. Rồi, thử luôn. Con tên Nguyễn Hành Thành, 7 tuổi. Nguyễn Hành Thành, 7 tuổi. Nguyễn Thanh Nha, 7 tuổi. Trời ơi, đúng kìa. Nguyễn Hoàng Diễm, 4 tuổi. Nguyễn Hạnh Nhân, 7 tuổi. Trời ơi, nhỏ rất tình luôn à. Nguyễn Hạnh Quân, 6 tuổi. Nguyễn Hạnh Ngã, 6 tuổi. Trời ơi, nhỏ. Nguyễn Anh Quỳnh, 5 tuổi. Trời ơi, vậy. Nguyễn Tâm Lệ, 7 tuổi. Nguyễn Tâm Lệ, 7 tuổi. Nguyễn Tâm Khôi, 6 tuổi. Nguyễn Tâm Tính, 6 tuổi. Nguyễn Hoàng Ý, 7 tuổi. Nguyễn Hạnh Thắng, 7 tuổi. Thủy Tiết Như, 7 tuổi. Nguyễn Thị Tiết Như, 7 tuổi. Nguyễn Hạnh Nhân, 7 tuổi. Nguyễn Hạnh Nhân, 8 tuổi. Nguyễn Hạnh Hòa, 9 tuổi. Nguyễn Hạnh Hòa, 9 tuổi. Đứa này ngồi yên coi. Nguyễn Tâm Lý, 6 tuổi. Nguyễn Tâm Lý, 7 tuổi. Nguyễn Tâm Thắng, 7 tuổi. Trời ơi, giỏi lắm chừng luôn. Nguyễn Tâm Ngàn, 7 tuổi. Nguyễn Tâm Hoàng, 7 tuổi. Nguyễn Tâm Phận, 6 tuổi. Nguyễn Tâm Tiến, 9 tuổi. Trời ơi, hại giá. Nguyễn Hạnh Quý, 7 tuổi. Đinh Minh Dũng, 7 tuổi. Chính tự